Hello, chào mọi người nha. Thì hôm nay mình tiếp tục làm một cái clip hướng dẫn đến các bạn những cái phần mềm, những cái app mà sử dụng cho việc học tiếng Hàn cũng như là luyện giải đề để phục vụ cho mục đích thi xuất khẩu lao động Hàn Quốc một cách thuận lợi nhất. Thì việc đầu tiên có những cái app như thế này. Thì cái app đầu tiên mình muốn giới thiệu đó là cái app Tẹt Mù Màu. Vì sao mà phải tải cái app này? Một số bạn mà chuẩn bị tham gia cái chương trình này sẽ phải tẹt mù màu. Nếu như mà mình không có qua cái vòng mù màu sẽ bị loại khỏi cái danh sách dự thi. Nếu như bạn không tẹt cái này trước thì đôi khi có một số đối tượng nó tìm cách nó lừa bạn để mà lấy tiền chẳng hạn. Thì khi bạn đã đưa tiền cho nó rồi nhưng mà khi bạn tới trung tâm đăng ký dự thi thì bạn bị loại vì cái mù màu. Thì cái cách thức mà để lấy tiền lại từ cái môi giới nó rất là phiền phức và rườm rà. Thế nên khi đã có cái ý định đi xuất khẩu lao động thì nên test mù màu trước. Đây là những cái con số mà mình phải test. Nó ngẫu nhiên thôi. Nếu như ai bị mù màu sẽ không có thấy cái số 74 đang hiển thị ở trên màn hình. Hay là đây là số 15. Số 3. Đúng không? Số 5. Bạn đang xem clip thì hãy thử xem những cái con số sau đây mình bấm bạn có đọc được không nha, để lại comment đấy. Tiếp nha, ok, như vậy thôi. Trong khi mà đi thi vòng 2 nó cũng cho mình test theo cái hình này các bạn này, là mình phải vẽ theo cái hình này, như vậy là được. Số thì đôi khi mình có thể nhận ra nhưng mà cái những cái đường vẽ này như thế này là cũng rất là khó đấy. Nhưng mà ai bị mù màu thì sẽ không vẽ được. Rồi. Cái đến thứ hai đó là phần mềm mà nhiều bạn đã hỏi mình, đó là phần mềm dịch Hàn Việt và Việt Hàn thì xài phần mềm nào? Bởi vì có một số bạn đã sử dụng Naver, Google, Google Dịch thì nó không có chuẩn xác. Thì cái app này là mình được một cái anh người Hàn trong công ty giới thiệu, đó là cái app Papago. Cái app này sử dụng rất là hiệu quả và chính xác, nó dịch dường như là chuẩn hơn là Google dịch. Nên bạn nào đang học tiếng Hàn cần dịch câu thì tại cái app này nhá, có thể viết được này. Hoặc là mình nói luôn. Khá là chính xác. 안녕하세요. 반갑습니다. Thử câu dài hơn nha. 안녕하세요. 만나서 반갑습니다. Đấy. 비가 오는 날이나 눈이 오는 날은 어때요? �uẩn xác. Đây, nó cũng có thể dịch từ hình ảnh. Bạn có thể đưa cái camera vào cái đoạn văn hoặc là bạn import một cái ảnh ở ngoài phần mềm vào. Nó vẫn có thể dịch cho bạn và có thể zoom tới cái góc nào bạn muốn tra từ vựng đó. Nó sẽ hiển thị ở trên này cho bạn xem luôn. Rất là hiệu quả. Phần mềm rất là đáng để sử dụng. Đấy. Ok. Rồi. Tiếp đến là những cái phần mềm mà một cái trò chơi game mà cũng để luyện tiếng Hàn luôn các bạn ạ. Khá là thú vị. Đây cái trò game này. Không biết là có bạn nào tại chưa. Nhưng mà mình cũng có chơi sơ qua vài màn ấy. Thì đây là cái cụm từ vựng. Đôi khi trong cái đi thi xuất khẩu nó cũng hỏi như thế này. 가장 큰 물건을 찾으세요. Hãy tìm cái quả mà to nhất, cái đồ vật mà to nhất trong cái bức tranh này chẳng hạn. Thì trong này chỉ có là cái quả dưa hấu là to nhất đúng không? Tự dưng là mình lại được thêm một cái từ vựng nữa. Hắn hỏi là Orica là con vịt. Miết Mari Sumida là có bao nhiêu con vịt đúng không?
Rồi Nuka chỉ khuyên cái đó. Thì nó hỏi là trong này ai là người lớn nhất, ai là lớn nhất, các bạn nghĩ là con nào? Con voi à? Nhưng mà cái trò này nó hay chơi mèo lắm. Thả rừng trong tìm điểm khác, thấy không? Từ vựng là mình có thể dịch luôn ở trên này, mình học được rất là nhiều. Xúc bắc là dưa hấu đúng không? Chặt cha bố sều hãy thử tìm. Đây có nữa là nào đúng không? Paris chân con mèo, họ nói là pisut là tương tự nhé, cá trang là nhất, pai qua hãy tìm cái chân mà tương tự với con mèo là cái chân nào. Thì nhìn vào đây thì chân nào nhỉ, chân số 2 à, sai rồi. Cái câu này cũng không có đáp án nhỉ. Thôi, giới thiệu sơ qua như vậy thôi. Thực ra là mình cũng kém chơi game lắm. Các bạn có thể thấy cái ứng dụng này tên là Brain Out. Bây giờ vào phần những cái app mà để giải đề topic nha. Topic 1. Cái này là cũng một cái app mà giải có cả từ vựng lẫn là ngữ pháp, sẽ có là cái phần từ vựng, phần viết, phần nghe và phần đọc. Mình vào phần từ vựng này sẽ có những cái câu hỏi để mình giải này. Hikoshi Wasumika, anh hỏi đây là cái gì thì nó là qua cha bệnh kèo đúng không? Sakwa là táo, Uyu là sữa, Kutu là giày da. Hikoshi Wasumika hỏi đây là cái gì? Đây là cái bàn đúng không? Chiếc sạc. Tiếp theo hỏi một câu nữa. Chikumueo Potsu Kitariyo Josebits Kitariyo. Đấy, các bạn cứ tải về và giải như thế này để cho mình nhớ được nhiều cái từ vựng cũng như là cái cấu trúc. Vì những cái mẫu đề như thế này khi mà thi máy thì nó cũng khá là tương tự. Hôm nay chị phê phải ly khai, hôm nay về nhà sớm nè, chị phê ill chích sớm, phải ly là nhấn. Thì trong này là có cái từ ill chích là nó liên quan đến cái thời gian đó. Đó. Những cái câu này khi mà đi thi thì cũng có thể là gặp lại đấy các bạn nhé. Thằng y chóng mai khứ nhiều, cái phòng nó thật sự là rộng. Nè y phang y uri khi xúc sai do chế y style. Trong này nói cái vòng phòng lớn nhỉ, thì con bé ở dưới này nó lại vâng, cái phòng này là chúng ở ký túc xá chúng tôi là lớn chỉ là nhất đây. Nạp cha ban ngày nói moral là xa, style đắt nhất, cái từ nói poil. Nói pearl này cái từ nghĩa là gì nhỉ? Từ này mình đang phân vân giữa cái từ này với 2 và 4. Sorry các bạn, là từ vựng của mình cũng khá là ít. Chính xác. Thế thì câu này đúng rồi. Từ đồng nghĩa. 오늘 수업은 언제 마치어요? 마치다 là kết thúc nha các bạn. Nó cũng đồng nghĩa với cái từ 멈추다 끝났다. Rất là nhiều cái từ dừng lại. Thầy mình nói đúng không? Kunata. Lúc này vừa mới nói từ kunata luôn. Thế nó sẽ có cái từ ở phía dưới này. Nên là khi học cái quyển 50 thì nó có rất là nhiều cái từ như thế này. Nó xem nhau, nó đồng nghĩa. Khi thi thì chúng ta cũng có gặp những cái câu từ đồng nghĩa và trái nghĩa ở cái phần đọc cũng như là cái phần nghe cũng có nha các bạn. Nghe đôi khi họ họ đọc ở cái câu 1 là Machita nhưng mà cái đáp án người ta đọc là Kunata hoặc là Machimak chẳng hạn. À, gì này nhỉ? Móm chú cũng nhưng nhé. Móm chú ta. Thôi để cái
sẵn cái ứng dụng này cho các bạn giải, cho đôi khi mà mình lướt hết rồi mất hấp dẫn. Đấy, tiếp theo là writing, phần viết. Thì cái phần viết này, cái đề nó cũng tương tự như vậy nhưng mà nó dài hơn. Sakaka Masisio nó hỏi cái quả táo này ngon không? Đấy là những cái dạng đề nó nằm vào trong cái bài thi của mình. Họ hỏi quả táo này ngon không thì bạn sẽ trả lời như thế nào? Ngon nè, Masisio thì ngon. Nhưng Anio, nếu như mà trả lời Anio là Masopta, Masopsio, Matopsio, nè Sakaka Kaisio, câu số 3 là sai rồi. Nó hỏi là ngon không thì không thể trả lời là có tạo được. Thế là câu 1 đúng không? QCD coil phòng có to không? Cái lớp học này có lớn không? Này hỏi như thế này thì mình sẽ trả lời như thế nào? Hỏi bề rộng bề to thì sẽ trả lời liên quan thôi. Câu số 1 hỏi là nê QCD là phòng học à? Thì sai rồi. Không, phòng to. Nếu như mà cái câu 2 này nó trả lời nê là đúng rồi. Nê QCD Anio. Câu 3 là không phải phòng là sai. Anio QCD Chakao. Thì câu 4 đúng. Hỏi to mà trả lời Anio thì nhỏ thôi. Sachonun là Sachonun 어디에서 샀어요? Đã mua cái từ điển này ở đâu? Sachon là từ điển. Hỏi mua ở đâu ấy so thì cứ trả lời cái địa điểm thôi. Trong này có chỉ có là so cho mày so hiệu sách. Khi nào nó hỏi câu on chê thì trả lời là chín ăn chuê sắt sỏi. Bibimbap mộc coi. Thì trên cái câu này mình đọc đáp án xong mình có thể liên tưởng được cái câu hỏi là cái câu gì, đã ăn gì đúng không? Thì nói tôi đã ăn bibimbap. Thì mua một có thể mua xin một quẹo từ đây, mua một có sale, hỏi câu về cũng được, hoặc là mua xin một quẹo ăn gì thế, bí pháp thì trong này câu 3 đúng không? Họ chơi quê hạt kêu ê ăn what sale, tại sao hôm qua lại không có đi học? Thì cái con này trả lời là chỉ cần mượn quần chân này không? Thì nó hỏi là vì sao hôm qua không đi học, thì nó tiếp thêm một câu nữa là bây giờ không sao chứ thì chắc chắn là đau rồi đúng không? Mommy apile apostle, chỉ cần bạn nhớ được từ vựng, nắm được từ vựng thì có thể dịch những cái câu này như thế thì vào giải FPS là quá ok rồi. Tiếp này, chỉ cơm ăn kesita, kesita là kỹ ngữ bây giờ không không có, nói chung nghe ship thì có nghĩa là nó hỏi là cái người này bây giờ không có ở đây thì hãy tới lại sau. Thì trả lời là gì? Cái câu này liên quan gì đây? Chỉ cơm cái sinica, vì bây giờ là không có nên là hãy tới sau. Này, cái dạng này cũng có trong bài thi nhá. Chà rơn thăm mì đã đi xe, ung cho nên hăm mì đà, lái xe. Chà rơn thà cô ung cho nên mì đà. Rò cô là dự định nhé. Rò là đi để. Chiman. Chà rừng đã đi xe. À đi xe. Nhưng mà lại xe. Nó bị trái trái đúng không? Trong này nó sử dụng cái vị tổ tư để nổi à. Mỗi câu thì chỉ có câu một đúng thôi. Chà rừng thà cô. Đi xe và rồi lại xe. À, và lại xe. Đấy. Cái kiểu mình phân tích đề như vậy. Và phương mắn ý. Một có một smita ăn nhiều cơm vào pekap purumita ăn cơm nhiều và rồi no bụng thì nika có không nhỉ temune nên đây còn na là hoặc nha ăn nhiều cơm hoặc là đau bụng à, no bụng là không đúng một cò so là vì vì ăn nhiều cơm nên no bụng cái câu hai này có lẽ là đúng này밥 많이 먹는데 배가 불어요. 는데 는데 là nhưng à. Miền so là vừa nha các bạn.
vừa ăn cơm vừa no bụng là không được. Câu 2 rồi. Ok, phần write như vậy thôi nhá. Còn rất là nhiều, các bạn có thể tự tải về và giải. Nó gồm listening này. À, và giới thiệu thêm một chút là những cái app này bạn có thể bỏ tiền ra mua thêm nhá, bởi vì nó rất là nhiều. Và mình thấy khi đi học tiếng Hàn thì cũng nên bỏ tiền ra mua để không phải là mục đích mình học cho cái xuất khẩu lao động mà dần ra về sau mình muốn đổi visa hay là luyện tiếng Hàn cho nó thuần thạo thì cũng nên bỏ tiền ra mua. Đây là phần nghe này. Nhưng mà phần nghe này chắc mất thời gian lắm nên để các bạn tự nghe tự giải nhé. Mình nghe và mình trả lời những cái câu hỏi này. Đây là cái cách mà luyện để giúp cho mình có thể phản xạ nghe tốt. 부터 30번까지는 듣기 문제입니다. 문제를 잘 듣고 질문에 맞는 답을 쓰십시오. 두 번씩 읽겠습니다. 다음을 듣고 보기와 같이 괄호에 알맞은 것을 고르십시오. 보기. 포키를 위주. 머리가 좋아요. 머리가 좋아요. 머리가 좋아요. 정답은 2번입니다. 1번. 짐이에요. 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 Phần nghe thì như vậy thôi, các bạn có thể tự nghe bởi vì nó khá là dài và nó đọc tốc độ nó khá là chậm nên mình không có review. Đấy, phần Rick. Như bài thi luôn các bạn ạ. Hóa trang xin. Hóa trang xin là gì? Nhà vệ sinh đúng không? Trong bốn cái hình này, nhà vệ sinh là đây. Tiếp là gì đây? Trong số chung, địa điểm. Trong cái địa điểm, equal trong số sở. Trong số hay chú xíu. Cái câu này khó nhỉ, có sự trong số đang đang dọn dẹp. À đúng rồi, chúng là trong khi. Mình quên cái từ vựng chúng. Chúng là trong khi thì trong này chỉ có cái từ Hako là Hako là đang thôi. Nên chỉ có câu 3 là đúng nhé. Nên là học cái từ mà mình phải học từ vựng nó song song. Cái kiểu tiếng Hàn, một từ tiếng Việt nhưng mà đôi khi 3-4 từ tiếng Hàn nó đảm nhiệm lắm. Thứ hai, nghĩ. Worry. Thứ hai, nghĩ thì trong cái gì đây? Uthor si chắc sai. Kitari chờ đợi là sai. Chian yor không mở cửa. Thì trong này chỉ có câu là thứ hai thì không mở cửa thôi. Nghĩ và không mở cửa này. Đó. Yor. Moon. Moon nên yor. Chian là không mở cửa. Các bạn hiểu không ạ? Rồi, 저는 일요일에 축구를 합니다. 그리고 야구도 합니다. Cái này là vận động thể thao. 부모님께 있습니다. 동생 있습니다. 야딘. Nói về bố mẹ và em út thì nói về gia đình. Kiểu giải đề là như vậy. 저는 비빔밥은 좋아합니다. 불고기도 좋아합니다. Nói về sở thích. Streamy. Streamy là sở thích. Shikan là thời gian. Shik là thức ăn. Trang số là địa điểm. Câu này là sai nhỉ? Shikan, streamy, Shik, sorry. Cái câu này nó nói về Shik nha. Câu 3 là đúng. 내일부터 일주일 동안 휴가입니다. 일본 가려 합니다. 계획. 직업 주말 cuối tuần. 일주일 là một tuần. 여행 교통 직업. 또 린디 Nhật Bản.
Ok, những cái dạng đề như vậy thì các bạn tự giải nhé. Khá là còn rất là nhiều cái phần topic bạn tự tải từ đáo áp về để giải nhé. Ok, áp thứ hai topic cũng giả là tương tự như vậy. Còn đây là bài nghe topic 1 này, reading. Rồi mình cũng giải tương tự nhưng mà nó khác một chút là cái app này nó có thời gian. Sakwakwa isumida kuriku beto isumida. Tôi có tạo và cũng có lê. Trong nên trả lời là gì? Khoa quá đúng không? 지금은 아침입니다. 8시입니다. Bây giờ là buổi sáng và 8 giờ. 시간. Đấy. Submit. Tiếp này. 오늘은 집에 있습니다. 쉬다. 쉽니다. 쉽니다. Nghỉ ngơi. 휴일. 자, 직업 là công việc. 나라 là nước. Shopping là mua sắm, vui là ngày nghỉ. Rồi, 저는 비차는 좋아합니다. 지만은 아닙니다. Không có mặc váy. Tôi thích quần nên không mặc váy. Thì cái này liên quan gì là áo quần đấy. Núi na, 나쁩니다. Mắt không đẹp à? Anh Kiong. Câu đó là ví dụ. 저는 점점에 갑니다. 공부합니다. Tới đâu mà học? 학교. 학교. 전화를 합니다. 친구와 gọi điện thoại. Bạn và 이야기합니다. Nói chuyện. 네. 집에서 은행이 이래. 집 앞에 trước nhà là có trước nhà thì nó hỏi là gần cái nhà có gần cái ngân hàng không? Cái cứt là sạch sẽ, siwon là mát mẻ, nói smida là rộng, ca cấp ta là gần. 저는 보통 버스를 탑니다. Tôi thường đi xe buýt, 지하철을 탑니다. Và các cưng thường xuyên là nếu như mà cái vế trước là có chữ 보통 thì cái vế sau thường thường sử dụng là 가끔. Hoặc là nếu như mà có chữ tố thì sẽ khác nữa. 가끔 là thỉnh thoảng, 아주 là rất, 빨리 là nhân, 항상 là thường thường. 오늘은 수미의 생일입니다. Hôm nay là sinh nhật của Sumi. 저는 수미 선물을 했습니다. 에게, 에서 là từ, 또. Tôi đã nhận cái món quà từ Sumi. À không. 오늘은 수미 생일입니다. 저는 đã tặng à. 에서 tới. 에게. Câu này cũng đã suy nghĩ lâu rồi cũng quên. Tôi đã 에게 tới. 에게 nha các bạn. 오늘은 형이 아직 안 왔습니다. Anh vẫn chưa đến. 형은 tôi đang đợi anh. 기다립니다. Cái từ 가르치다 là chỉ dạy và cái từ 기다리다 là rất là dễ nhầm nha các bạn. Nên cái đáp án này đôi khi mình chọn là dễ sai lắm này. Rất là nhiều cái đề để mà mình học vừa nghe và vừa đọc nữa. Tiếp thêm một cái app nữa. Cái app này mình cũng vừa mới tải thôi. Ôi trời. Đây, khi mà vào cái app này cũng có những cái bài topic như vậy. Kiểm tra ngẫu nhiên này. Gì nữa đây? Rất là nhiều nha các bạn. Tải thêm nữa. Có cái phần thi thử cũng như thi thực hành nữa. Kiểm tra 20 giây này. 우체국 갑니다. Bưu điện. Trong này biểu tượng bưu điện là cái nào? Hộp thư đúng không? Đấy, kiểu như vậy đấy.
những cái câu như vậy mới phức tạp các bạn này. Bắt buộc mình phải dịch nhân và tập dịch. Cái này là nó bắt xếp theo thứ tự hay là gì đây? Muốn bố ta so với cái này. Thuộc xa có. Nên những cái câu như vậy thì mất rất là nhiều thời gian, nên là mình nhường cái phần giải này cho các bạn. Ok. Topic xem nhau. Trong này có hai phần là thi thử và thực hành. Đây là phần nghe nha các bạn. J64회 한국어 능력 시험 1 듣기. 아래 1번부터 30번까지는 듣기 문제입니다. 문제를 잘 듣고 질문에 맞는 답을 고르십시오. 두 번씩 읽겠습니다. 다음을 듣고 보기와 같이 물음에 맞는 대답을 고르십시오. 보기. 물이에요? 물이에요? 정답은 1번입니다. 1번. 책을 읽어요? 녹색아. 책을 읽어요? 책을 읽어요? 네, 대답을 네, 또 독서. 오케이, 그 phần 독, phần nghe như vậy thôi nha. Các bạn có thể từ nghe và làm thêm này, rất là nhiều này. Thực hành nó, cái đề thực hành luôn luôn là khó hơn cái đề mình học nhé. Giới thiệu qua cái app này một tí thôi. Thì app Topcoiner này thì Topcoiner này thì buộc mình phải đăng ký một cái tài khoản, bạn có thể nhập bằng cái email rất là nhanh, mình vừa mới đăng ký xong thôi. Rồi tiếp đến một cái phần mềm nữa là phần mềm khá là hay. Phần mềm này mình nhìn là mình thích rồi. Có ba cái mức là khó, dễ và thường và khó. Thì dễ được này. Khi mà làm được câu nào thì có tiền nó nhảy thế các bạn. Và nó cũng nhảy giấy cho mình luôn nhé. Câu như vậy. Thì những câu dài này thì mình không phải dài. Đây. Thì thường thì nó khác hơn, nó sẽ khó hơn một tí. Hôm nay buổi đêm tôi đã không ngủ được, cứ để so chỉ cứ mê buồn ngủ đúng không? Thì cũng hiểu mệt. Hỏi cái gì đây? Ăn chan, cơm, hạt, chọc xi. Chọc xi là tôi chẳng gì. Cái gì nhỉ? Tô là nho, ăn chan là ăn kè mà, chọc xi là gì ạ, phạt đúng không? Mình đang phân vân giữa chọc xi và phạt. Chén, crook, hạt crook. Hình thức tôn là điện thoại, xí kê đồng hồ, xoan cung kia là máy khóa. Đấy, thì các bạn tập giải những câu dài như thế này nữa, cứ liên tục như vậy. Mình giải bằng app thì mình nhớ rất là lâu. Ok thôi, clip khá là dài nên mình tạm dừng ngay tại đây nhé.